Tập 6. Bác gái. Bác gái à, Tiểu Mạn, mọi người thế nào rồi bác gái? Cháu đến đây làm gì? Tiểu Mạn, cháu có thấy thiếu gia không? Con trai, Tử Phong, con đến đây làm gì? Các con đến đây làm gì chứ? Cầm theo khế ước bán nhà rồi mau trốn đi, tính mạng quan trọng, mau trốn đi, nhanh nghe lời đi, đã là lúc nào rồi vẫn còn nghĩ đến tiền chứ? Sao lại nói chuyện như vậy với bác gái? Tử Phong, anh thấy chưa, ở đâu có thể trốn ra ngoài? Không ra được. Không ra được đâu. Mẹ à, con không muốn để người Lục gia chúng ta khom lưng uống gối đi nghênh đón người Giật vào thành. Con càng không muốn để người của Thiên Tân động đến cha của con, động đến sư cố của Lục gia chúng ta. Anh đi rồi sao Lực Tử Phong? Anh muốn giết bác gái đúng không? Chỉ bằng giết em đi. Anh làm gì vậy Tử Phong? Mẹ hai cũng sợ chết, mẹ hai cũng sợ đau, nhưng mà chết trong tay của con thì còn tốt hơn là chết trong tay của người Nhật. Chị à, chị hai. Làm đi, hãy làm đi. Hãy làm đi. Đừng mà, đừng mà. Làm đi con trai. Ở đây âm thanh nhỏ, người Nhật sẽ không phát hiện đâu. Làm đi. Chị à, để em trước đi. Con trai con xử lý mẹ trước đi. Con không có quyền quyết định sự sống chết của mọi người. Con cũng không thể nào làm được. Bình thường cha con dên mặt, hất hàm, sai khiến mọi người, đối xử với mọi người không tốt. Đó chính là ông ấy nợ mọi người. Chết không bằng sống tạm bợ qua ngày. Mọi người sống tốt đi. Tử Phong à, con trai, con phải cẩn thận đó. Bác gái à, mọi người bảo trọng. Mọi người bảo trọng. Chị à, chị à,
Nhiệt liệt chào mừng hoàng quân Nhật Bản tiến vào Thiên Tân. Nhiệt liệt chào mừng hoàng quân Nhật Bản tiến vào Thiên Tân. Nhiệt liệt chào mừng hoàng quân Nhật Bản tiến vào Thiên Tân. Nhiệt liệt chào mừng hoàng quân Nhật Bản tiến vào Thiên Tân. Nhiệt liệt chào mừng hoàng quân Nhật Bản tiến vào Thiên Tân. Nhiệt liệt chào mừng hoàng quân Nhật Bản tiến vào Thiên Tân. Nhiệt liệt chào mừng hoàng quân Nhật Bản tiến vào Tân Môn. Nhiệt liệt chào mừng hoàng quân Nhật Bản tiến vào Tân Môn. Nhiệt liệt chào mừng hoàng quân Nhật Bản tiến vào Tân Môn. Chào mừng. Xin chào mừng. Nhiệt liệt chào mừng. Chào mừng. Nhiệt liệt chào mừng. Nhiệt liệt chào mừng. Chào mừng. Nhiệt liệt chào mừng. Chào mừng. Nhiệt liệt chào mừng. Nhân dân thành Thiên Tân tôn kính. Thiên Tân hiện đã là lãnh địa của Thiên Hoàng. Vì vậy mọi người cũng là con dân của Thiên Hoàng. Đây là niềm vinh hạnh của mọi người, cũng là may mắn của mọi người. Nếu như Thiên Hoàng thu nhận mọi người thì mọi người phải biết trân trọng, trở thành thuận dân. Thiên Hoàng tự nhiên sẽ bảo hộ mọi người. Giống như nước Mãn Châu, hiện tại họ có những ngày tháng hạnh phúc chưa bao giờ có. Tôi tin rằng mọi người đều hào kiệt, biết thời thế. Bản đồ quy hoạch của khối thịnh vượng chung Đại Đông Á Đế Quốc dựa vào mọi người rồi. Lục Hữu Nghĩa đối đầu với đế quốc. Các người là phu nhân của ông ta. Chỉ cần các người đứng trước nhân dân Thiên Tân, làm tấm gương biết nghe lời, giống như là chuộc tội cho ông ấy rồi. Bây giờ các người có thể trở về nhà. Lão gia chúng tôi không có tội. Thấp quá. Thấp như vậy, làm sao có thể khiến mọi người nhìn thấy sự trung thành của các người với đế quốc? Cao lên một chút. Cao lên. Chỉ cần các người nói với họ hoan nghênh quân đội đế quốc vào thành, khiến mọi người nói cùng với các người, thì các người có thể trở về nhà, tiếp tục sống những ngày tháng tốt đẹp.
Bà chủ, bà hai, nói đi, nghe lời đi. Tướng quân à, tướng quân, bà chủ và chúng tôi chưa từng gặp cảnh tượng nào như vậy. Họ bị dọa hết hồn, bay mất rồi. Ông tuyệt đối đừng nổi giận. Tướng quân, tôi cầu xin ông, ông để tôi khuyên họ đi. Ông cho tôi một cơ hội nữa đi tướng quân. Hoàng quân là nhân từ, tôi cho cậu thêm một chút thời gian, cậu đi khuyên họ. Nhưng đừng thử tính kiên nhẫn của hoàng quân. Bà hai, bà ba, cầu xin mọi người, tôi cầu xin mọi người. Bà hai, bà ba à, nhanh nói đi, tôi cầu xin mọi người mà. Giơ cao lên một chút, cao lên, giấy tay lên. Thiên hoàng vạn tuế, thiên hoàng vạn tuế, thiên hoàng vạn tuế, thiên hoàng vạn tuế, đế quốc Nhật Bản vạn tuế, đế quốc Nhật Bản vạn tuế, thiên hoàng vạn tuế, đế quốc Nhật Bản vạn tuế, đế quốc Nhật Bản vạn tuế. Không vui mừng à? Biểu cảm của các người không hề vui mừng, không tốt, rất là không tốt. Bà hai, bà hai, chúng ta đừng cứng đầu nữa, cười đi mà. Bà hai, nếu như các người cố ý đối đầu với hoàng quân, muốn đi cùng với lục tư lệnh của các người, thì ta thành toàn cho các người. Bây giờ liền có thể tiễn các người. Bà hai, ta cho bà một cơ hội nữa. Muốn cười hay là muốn chết? Bà hai, tôi xin bà đó bà hai. Chị hai à, lão gia, lão gia chúng tôi chết trên chiến trường. Ông ấy là anh hùng kháng Nhật, tôi sống là người của lục gia, chết là ma của lục gia. Tuyệt đối không làm mất mặt lục gia. Chị hai, chị hai à, chị tỉnh lại đi chị hai. Bà hai, bà ngốc quá đi bà hai. Bà ngốc quá đi. Cậu cười lên, cười to lên. Hoan nghênh hoàng quân Nhật Bản vào thành thì ngươi có thể không chết. Hoan nghênh hoàng quân Nhật Bản vào Thiên Tân. Hoan nghênh hoàng quân Nhật Bản vào Thiên Tân. Hoan nghênh hoàng quân Nhật Bản vào Thiên Tân. Hoan nghênh hoàng quân Nhật Bản vào Thiên Tân. Hoan nghênh hoàng quân Nhật Bản vào Thiên Tân. Hoan nghênh hoàng quân Nhật Bản vào Thiên Tân. Mọi người nhìn thấy rồi chứ? Đây chính là hậu quả khi đối đầu với đế quốc. Nhưng mà đế quốc vẫn rất nhân từ. Mọi người đều thấy rồi chứ? Đây chính là số phận của chống đối hoàng quân. Hãy đọc to diễn văn chào mừng của các người.
Bà ba, bà tư, tôi xin hai người hãy nói đi. Mất mạng rồi thì chẳng còn gì cả. Chúng ta không, đừng có học bà hai. Ta khinh. Lão nương hôm nay không sợ chết. Hôm nay ta muốn đến âm phủ cùng với lão gia và chị hai, xem các người làm thế nào. Khí phách đè chết người đấy. Sao nào, cô còn muốn khí phách không? Lục gia kiêu ngạo, Thiên Tân cạnh cửa. Tử Mạn, đi nhanh lên. Họ chết hết rồi. Các ngươi có ai muốn khẩu khí? Nói đi. Tiếc thật, tiếc cho một tên đầu bếp giỏi. Người biết điều sẽ sống, người không biết điều sẽ chết. Phim được thuyết minh bởi Hoa Thành Phim Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Tử Phong, cậu đừng quá buồn. Cha và các mẹ nhỏ đều chết rồi, như khế ước bán nhà và tiền không phải vẫn còn sao, đúng không? Tử Phong, bác trai bác gái không còn nữa, nhưng mà vẫn còn chúng tôi. Từ hôm nay, anh em sẽ luôn ở bên cậu. Chúng ta là người một nhà. Đúng, là Đấng Phân nói đúng. Sau này chúng ta là người một nhà. Vậy chúng tôi ăn gì cậu ăn nấy, uống gì cậu uống nấy. Sống ở đây thật tốt, coi đây như nhà của mình, không sao cả. Cậu im miệng cho tôi. Cậu nói lung tung gì vậy? Không phải tôi chỉ đang an ủi thôi sao? Mọi người đi hết đi. Người Nhật đang tìm tôi đấy. Mọi người ở chung với tôi. Tôi sẽ liên lụy tới mọi người. Tử Phong à, em không có lo nhiều như vậy đâu. Dù gì lúc này em sẽ không đi đâu cả. Bọn em đều không đi đâu hết. Đúng,
Anh em chúng ta có phúc cùng hưởng, có họa cùng gánh, cùng lắm chúng ta cùng chết. Dù gì nhiều người chết như vậy thì lúc chết cũng không có gì đáng sợ. Đi đi, tôi muốn ở một mình một lúc. Tôi xin mọi người đó, đi đi. Đi đi. Tử Phong à, lão gia, ông xem ông nói Tử Phong ra ngoài thế nào cũng phải sửa soạn chỉnh tề sạch sẽ chứ, nói gì cũng là mặt mũi của Lục gia chúng ta, còn không phải thể diện của ông sao? Chị hai, không chỉ là thể diện của lão gia, còn là thể diện của chị em chúng ta nữa. Đúng vậy, nếu như thiếu gia không ăn mặc chỉnh tề, người ta sẽ chê cười mấy phu nhân Lục gia không biết lo việc nhà. Lão gia lợi hại quá. Thằng nhãi ranh này, đến đây. Cha nói cho con biết, cái này luyện giỏi có tác dụng rất lớn đấy. Cầm lấy. Đây là bảo đao đấy. Bảo đao, con thấy chính là một thanh sắt bỏ đi. Bảo đao cái gì? Khốn kiếp, con có biết con có được cuộc sống như hôm nay chính là nhờ có thanh bảo đao này. Tháng này bắt đầu luyện tập, mỗi ngày con luyện cho ta 2 tiếng. Luyện không tốt, tháng sau tăng lên 4 tiếng. Thanh sắt bỏ đi này có gì mà luyện chứ? Được lắm tiểu tử, có chút năng lực. Điểm này giống ta. Thế nào, cha con ta thi đấu không? Muốn đấu với ta? Thằng nhãi ranh, để ta dạy dỗ con. Lão đây sẽ cho con biết tay. Thank you.
Tử Phong, hỏng rồi. Mẹ hai, mẹ yên tâm đi. Trong trí nhớ của con, thời gian chúng ta ở bên nhau còn dài hơn thời gian con ở với cha. Trong lòng của con, mẹ chính là mẹ ruột. Khi mẹ còn sống, con luôn khiến mẹ phải bận tâm. Bây giờ con không thể đền đáp công ơn ấy. Mẹ hãy tha thứ cho con. Con có lỗi với mẹ. Mẹ ba, khi mẹ còn sống, cha luôn ức hiếp mẹ. Con không hiểu chuyện, cùng ông ấy lại ức hiếp mẹ. Bây giờ nghĩ lại, con thực sự là một kẻ khốn nạn. Mẹ Tư, mẹ nói mẹ là sinh viên đại học đi du học trở về, sao lại ở cùng với ba của con, một người quê mùa như vậy chứ?
Đại quán à, đại quán. Trong lòng của tôi, anh chính là anh ruột của tôi. Cha, khi cha ra đi, không giết được bao nhiêu người Nhật. Hôm nay con trai thay cha giết bọn chúng. Đi đâu được chứ? Tiểu Mạn, con nói Tử Phong sao không có chuyện gì chứ? Anh nói dớ dẫn gì vậy? Sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Được rồi, đừng nói nữa. Chúng ta chia nhau ra tìm. Tiểu Mạn, em đi bên đó. Vĩnh Quý, cậu bên này. Được. Đứng im. Anh là... Nhanh lên, nhanh lên, tập hợp. Nhanh lên, nhanh lên, tập hợp. Nhanh lên, tập hợp. Nhanh lên. Nhanh tập hợp nào. Nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên, nhanh lên. Đứng thẳng. Báo cáo trưởng quan, tập hợp xong. Dựa vào tốc độ này của các người, địch đến rồi, toàn bộ đều phải chết. Rõ. Xin lỗi trưởng quan. Xin lỗi. Cũng phải chết.
Đến rồi. Alo. Cái gì? Quay về rồi. Lục Tử Phong, bên ngoài trời tối đen, khắp nơi đều là bọn Nhật. Lần này cậu quay về khiến tôi lo lắng đó. Cậu có thể khiến tôi bớt lo không? Chuyện này chúng tôi tìm cậu cũng là chuyện nên làm. Tiểu Mạn à, họ trở về rồi, nhanh lên. Đi thôi. Đi. Đi thôi. Anh là đồ khốn Lục Tử Phong. Em còn tưởng rằng không thể gặp lại anh nữa. Tiểu Mạn à, Tiểu Mạn, không sao, đừng sợ. Anh đi báo thù cho cha và mấy mẹ nhỏ. Hiện tại người Nhật chắc chắn đang tìm anh. Lát nữa rất có thể sẽ đến đây. Em không thể ở cùng với anh đâu, anh sẽ liên lụy em đấy. Anh đừng có hòng. Em nói cho anh biết Lục Tử Phong, từ hôm nay cho dù anh đi đâu, anh làm cái gì, anh bắt buộc phải đưa em theo. Anh đừng hòng bỏ rơi em. Được rồi. Được, được. Được rồi, đi cùng anh. Bên ngoài có chuyện gì?